Mình chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông Võ. Có một số mặt hàng hoa giấy rất là đẹp nha bà con. Đặc biệt nhất là có những cái dòng kép, đỏ kép, cam kép, hường kép rồi nha bà con. Rất là đẹp. Nhưng mà bà con và các bạn mình chi tiết cùng Đông Võ nha. Đông Võ rất là quen thuộc luôn à. Rồi anh chào Đông. Rồi chào Liêm nha. Chào cô chú anh chị nha. Lần đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em clip vừa rồi nha cô chú anh chị. Nó thì hôm nay em cũng có một số cây hoa giấy đang lên hoa rực rỡ luôn nha. Nó mong cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ cái clip này của em nha. Rồi thì địa chỉ của em là ở Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784694419 nha. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha cô chú anh chị. Nó là một cây cẩm thạch tím tiết luôn, đang phun hoa luôn cô chú anh chị ơi. Cái này em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 60. Hoành là 16 nha cô chú anh chị. Hoành 16 luôn. Cây nói chung là rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, phun hoa luôn nha. Đó, mã số 1. Rồi cái này em xin giao lưu là 330.000 nha cô chú anh chị. Cây tàn rất là gom luôn ha. Dạ, cây tàn rất là dày đặc luôn cô chú anh chị ơi. Củ đế đẹp sạch. Mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 nha cô chú anh chị. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Mã số 2. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m nha. Tán ngang nó là 65. Hoành là 18 nha cô chú anh chị. Đó, một cây tàn thông rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đế thì đẹp nha. Đó, ra. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây tàn thông. Rồi cây mã số 2 này em xin giao lưu là giá là 370.000 nha cô chú anh chị. 370.000 nha. Mã số 2. Dáng cây cao ráo nhìn dạ. Rất là dễ nha bà. Rồi tiếp theo mã số 3 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 3 làm lên một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Một cặp tím bướm đang phun hoa luôn. Mã số 3. Rồi cái này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 45. Hoành là 12 nha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo là cây số 2. Rồi cái này em đo được chiều cao nó là 70. Tán ngang nó là 45. Hoành 10 nha cô chú anh chị. Hai cây đồng trạng. Dạ, hai cây đồng trạng đang lên hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tím bướm. Đây. Rồi thì cái này cặp này em xin giao lưu là 250.000. Dạ, mã số 3, em bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 4. Nó mã số 4 là một cây ba màu nha cô chú anh chị. Nó gồm là trắng tiết nè, rồi petro nè, rồi tím bướm nha. Nó cây lên rất là nổi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này em đo được chiều cao là 80, tán ngang nó là 75. Hoành 13 nha cô chú anh chị. Hoành 13 luôn. Nó một cây ba màu rất là nổi luôn cô chú anh chị ơi. Cây này về chơi Tết là rất là đẹp luôn. Phối ba màu đẹp ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cây mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Nó mã số 5 là một cây năm màu cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cây cái phơm tàn dạ. Cũng khá là dày. Khá dày nha cô chú anh chị. Nó gồm là màu hồng cẩm thạch nè cô chú anh chị. Cẩm thạch tím tiết nè, cẩm thạch lục bình. Và cẩm thạch trắng. Với cẩm thạch tím siêu bông là 5 nha cô chú anh chị. Tím siêu bông là 5. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70, tán ngang nó là 80. Hoành đây 19 nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây. Dạ. Hoành rất là to luôn cô chú anh chị ơi, hoành 19. Cây này lùng lực bonsai ha. Dạ. Rồi thì mã số 5 này em xin giao lưu là 380.000 nha cô chú anh chị. Mã số 5. Okay. 380.000. Cây cẩm thạch 5 màu. Có đủ 5 mặt hoa luôn. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 6 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 6 là một cây cẩm thạch tím siêu bông. Đó. Dáng nó cũng dáng thông, tàn thông nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cái này em đo được chiều cao là 1m1. Tán ngang nó là 65. Cây tàn thông sổ đế. Dạ, hoành là 16 nha cô chú anh chị. Nó hoành 16, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi cái này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. 350.000 cho cây mã số 5. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 5. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cây tím bướm luôn cô chú anh chị ơi. Phun hoa rất là đẹp luôn. Mã số 6. Rồi cái này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang nó là 70.
hoành 20 luôn nha cô chú anh chị. Cây tím bướm hoành 20 luôn, lên bông là không thấy cái lá luôn cô chú anh chị ơi. Nó cây tím bướm rất là đẹp luôn. Rồi cái này em xin Zalo là giá là 340.000 nha cô chú anh chị, hoành 20 luôn cô chú anh chị ơi. Tím nó về có là... cái chậu xinh xinh mình chơi luôn, rất là xiên hoa. Dạ, mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cây hồng tiết nha cô chú anh chị. Mã số 8. Cây hồng tiết chân dài. Dạ, chân rất là cao luôn cô chú anh chị. Rồi cái này mò chiều cao là 1m1, tay ngang nó là 65. Hoành là 17 nha cô chú anh chị. Hoành 17 nha. Cây hồng tiết mã số 8. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Này bà con mình về thích hợp mà tạo dáng tàn dù cũng rất dạ, là... tàn dù rất là đẹp nha cô chú anh chị. Có cái chi này rất là đẹp luôn nha. Đó, mã số 8. Rồi các em xin Zalo là 300.000 nha cô chú anh chị. 300k. Dạ. Rồi. Ok, hồng tiết mã số 8 rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cây rượu vang nha cô chú anh chị. Đó, cái dòng này cũng rất là xiên bông luôn cô chú anh chị ơi. Rồi các em đo được chiều cao là 95. Tay ngang đó là 60. Hoành là 20 luôn nha cô chú anh chị. Hoành 20, một cây rượu vang. Cây này nó hơi bị chạy nha cô chú anh chị. Có cái rễ bị chạy. Dạ, có cái rễ bị chạy. Đó, cây này em bớt tiền cho cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cây này em xin Zalo là giá là 270.000 nha cô chú anh chị. 270. Dạ, 270.000 mã số 8 luôn. Cây nào mà rễ bị hư bị chạy bà con mình nè, trồng thẳng xuống đất mà lại là nó sẽ dạ, liền xẹo lại liền. Rồi tiếp theo mã số 8 nha cô chú anh chị. Nó một cây cẩm thạch đế rất là quái bự luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m1, tay ngang nó là 80, hoành là 19 nha cô chú anh chị. Hoành 19 nha. Cây một cây cẩm thạch tím siêu bông. Dạ, đế sổ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, tàn thì nói chung là tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó rất là dày tàn luôn. Rồi cái này mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 9. Mã số 9 nó em xin Zalo là 450.000 nha cô chú anh chị. 450.000. Dạ. Rồi, cây này con toàn tròn tàn dạ. Mã số 9. Dạ. Tiếp theo mã số 10 là một cây ba màu tiết nha cô chú anh chị. Gồm trắng tiết, hồng tiết và tím tiết nè, đang lên nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đại diện ba mặt dạ luôn. Cây này em đo được chiều cao là 1m1. Tay ngang nó là 65. Hoành là 18 nha cô chú anh chị. Nó mã số 10, một cây ba màu tiết. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cụ đế lắc lượng quá. Dạ. Quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái này em xin Zalo là 350.000 nha cô chú anh chị. Ba màu tiết, mã số 10. 350.000. Rồi tiếp theo mã số 11 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 11 là một cây Sakura Blaycan nha cô chú anh chị. Cây này đang hoa. Dạ. Đang hoa thì cũng rất là dày rồi. Phơm tròn. Dạ. Cây này em đo được chiều cao là 75. Tay ngang nó là 65. Hoành ở đây em đo được là hoành 15 nha cô chú anh chị. Nó cây mã số 11 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 11. Cây Sakura Blaycan nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi cây này em xin Zalo là 280.000. 280.000 cho cây mã số 11 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 là gồm một cây ba màu nữa nha cô chú anh chị, gồm trắng tiết nè, petro và tím bướm luôn. Mã số 12. Cây nói chung về rất là nổi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái em đo được chiều cao là 90. Tay ngang nó là 80. Hoành là 15 nha cô chú anh chị. Nó mã số 12. Một cây ba màu đang lên hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó mã số 12. Đủ mặt bông luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cái này em xin Zalo là 230.000 luôn cô chú anh chị ơi. Cho cây ba màu. Dạ, cho cây ba màu luôn. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Đó, mã số 13 là một cây tím tiết siêu bông luôn cô chú anh chị ơi, full hoa luôn. Cẩm thạch tím tiết. Dạ. Cái này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 65. Hoành là 17 nha cô chú anh chị. Mã số 13.
Đó, cây bông rất là đặc luôn cô chú anh chị ơi. Không thấy cái lá đâu luôn, bông ra quá trời bông luôn, cơi cái tàn ha, dày cui luôn ha. Dạ. Đó, cây cẩm thạch tím tiết mã số 13 nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 350.000 nha cô chú anh chị. 350. Dạ, 350. Cây này cũ đế cũng rất là quái. Rất là quái đẹp luôn, có cái chậu xinh luôn nha cô chú anh chị. 350.000. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Nó vẫn là một cây cẩm thạch tím siêu bông luôn cô chú anh chị ơi. Tàn thông nha. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m05. Tán ngang nó là 75. Hoành là 17 nha cô chú anh chị. Nó hoành 17, cây mã số 14 nha. Cẩm thạch tím siêu bông. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi thì cái này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. 350.000. Cho cây cẩm thạch tím mã số 14 nha. 350. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 15. Đó, mã số 15 là một cây này là 5 loại kép nha cô chú anh chị. Nó 5 loại kép luôn. Là cây này rất là đẹp. Dạ. Có 5 loại kép chùm ha. Dạ đúng rồi. Đây nè, bông chùm chùm nha mọi người. Cánh kép bông chùm chùm lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó đây nó cũng lên 2-3 màu cô chú anh chị. Đỏ nè, trắng nè, đây cam nữa nè. Nó lên là 3 mặt bông mà đó cô chú anh chị ơi. Thì nói chung đủ màu băng keo cho ngày em ghép là 5 màu nha cô chú anh chị. Nó mã số 15. Cái này em đo được chiều cao nó là 1m. Tán ngang nó là 90. Hoành là 14 nha cô chú anh chị. Hoành là 14 luôn. Nó cây mã số 15 nha. Rồi cái này em xin giao lưu là 300.000 cô chú anh chị ơi, mã số 15. Nó 5 màu kép. Dòng này cũng hiện là rất là mới luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã số 15. Tiếp theo là mã số 16. Nó vẫn là một cây cẩm thạch tím tiết luôn, đang phun hoa luôn cô chú anh chị ơi. Phun tròn. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 80. Hoành là 19 nha cô chú anh chị. Để sổ dài sạch luôn. Dạ. Hoành 19 luôn. Nó cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi cái này em xin giao lưu là 350.000 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 16, cây cẩm thạch tím tiết luôn. Mã số 16. Rồi, tiếp theo mã số 17 nha cô chú anh chị, là một cây hồng tiết tiếp theo. Nó đang quá trời hoa luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 17. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m. Tán ngang nó là 90. Hoành là 16 nha cô chú anh chị. Nó một cây hồng tiết mã số 17 luôn. Nó quá trời bông luôn cô chú anh chị ơi. Hoa luôn. Cây này dạ. Về bà con mình có thể mình cắt bo ghép cũng được nè. Dạ cây đúng rồi. Nhánh dài. Nhánh dài nha cô chú anh chị. Về cắt ghép cũng được luôn. Rồi thì cây hồng tiết mã số 17 này em xin giao lưu là giá là 300.000 nha cô chú anh chị. 300.000 cho cây hồng tiết mã số 17 luôn. Tiếp theo là mã số 18 nha cô chú anh chị. Nó mã số 18 là một cây cẩm thạch 5 màu tiếp theo nha cô chú anh chị. Cẩm thạch 5 màu luôn. Rồi màu trắng nè, rồi tím siêu bông nè, hồng nè. Rồi cẩm thạch bình. Tím lục bình bên đây, như tím tiết bên đây. Là 5. 5 màu bông nha cô chú anh chị. Nó hoa giấy thì đôi khi đi nó rụng bông rụng lá là chuyện bình thường nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang nó là 75. Hoành 20 nha cô chú anh chị. Mã số 18, một cây cẩm thạch 5 màu luôn cô chú anh chị ơi. Cây này khá là lực đẹp. Dạ, lực đẹp nha cô chú anh chị. Cũ nói chung là rất là quái luôn, đẹp luôn. Nó mã số 18. Rồi cái này em xin giao lưu là 380.000 cô chú anh chị ơi. Một cây cẩm thạch 5 màu. Nó đôi khi nó rụng bông rụng lá về cô chú anh chị mình cứ để ra nắng cái là nó ra bông liền nha cô chú anh chị. Đó, mã số 18. 380.000. Rồi tiếp theo mã số 19 nha cô chú anh chị. Nó vẫn là một cây cẩm thạch tím tiết luôn. Nó rất là quái đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đang hoa. Hoa rất là đẹp luôn. Rộ bông luôn. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 65. Hoành là 16 nha cô chú anh chị. Hoành 16, nó một cây cẩm thạch tím tiết luôn, mã số 19. Nó đang phun hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi cái này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị.
cây phơm dù mini. Dạ. Đó, về là có bông mình chơi liền. Tại cái dòng này đi vận chuyển nó cũng đỡ rụng hoa nha cô chú anh chị. Đó, đỡ rụng hoa, về mình chơi bông liền. Mã số 19. Rồi tiếp theo là mã số 20 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 20 là một cây rượu vang. Phơm rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em đo được chiều cao là 95, tán ngang nó là 70. Hoành là 14 nha cô chú anh chị. Nó một cây rượu vang. Đế cũng rất lượng quái đây. Đế quái luôn nha cô chú anh chị. Nó cây rất là đẹp luôn. Cây rượu vang. Đó, mã số 20. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 300.000 nha cô chú anh chị. 300.000. Dạ, rồi thì đây cũng là cây cuối clip nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của Liêm nha. Nếu cô chú anh chị mình thấy hay thì nhấn chia sẻ like video này giúp em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, anh cảm ơn Đông nha. Mến chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Nhà vườn của Đông Võ thì có nhiều cây hoa đẹp như thế này nha bà con. Bà con có nhu cầu cần những cái loại nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp nhà vườn nha. Bye bye bà con, chúc bà con ngày xem rất vui vẻ ạ.